Đợi chờ là hạnh phúc hay kết thúc là ăn đu đủ không cần thìa. Quả đu đủ chín là món ăn rất được ưa thích, một phần cũng là do giá thành rẻ, ngon và đặc biệt là chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Với những lý do đó thì quả đu đủ chín giành được rất nhiều cảm tình của chị em phụ nữ chúng ta. Nhưng cảnh báo các bà bầu đừng nên ăn nhiều, không cả sảy thai đó nha. Khi mới nhìn mận vàng không ai nghĩ đấy là mận, vì nó to quá. Có nhiều người còn nghĩ quả càng to thì ăn càng nhạt, nhưng riêng mận vàng thì không như thế. Trái nào cũng căng mọng nước, ngọt lịm và không có vị chua chát gì hết. Muốn ăn mận vàng thì phải dùng dao cắt ra thành từng miếng như táo hay cam ấy. Nhà mình ba đời chưa được ăn quả này nên chỉ biết vậy thôi, mong các bạn thông cảm. Phân cảnh này bị lặp. Người ta mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, còn mình mơ về tấm thẻ và những chuyến đi ở nhà nghỉ dịch Covid bị mẹ ganh cho thối mồm. Anh em ơi, có ai giống hoàn cảnh của mình không? Xí sởn học đòi cách cắt táo ở trên mạng, tưởng được mẹ khen, ai ngờ nó lại là một cú tự và cực mạnh, hậu quả là bị mẹ oánh gãy tay, phù mỏ. Thích ai thì cứ tỏ tình, được ăn cả, ngã ăn friend, đùa thôi, ngã về quê mình bao ăn hồng sấy, đảm bảo ngon hơn grass của bạn, bởi nó được sấy thủ công và có bí kíp gia truyền ba đời chữa xương khớp. À, ba đời làm hồng khô, không giống hồng tươi, hồng sấy khô có hương thơm đặc biệt, vị ngọt đậm của mật hồng khi sấy bị cô lại làm miếng hồng dai hơn, khiến cho người ăn một lần có thể nhớ mãi. Có thờ có thiêng, có duyên thì đừng nhắc đến người yêu cũ của nhau, không là mình nhét cả củ sâm đất vào mồm bạn đấy. Gần đây, củ sâm đất đang trở thành một cái tên hot hit được nhiều người dân đổ xô đi mua vì vị ngọt mát dễ ăn và công dụng thần thánh của nó. Thực tế thì củ sâm đất có tác dụng gì và có thần kỳ như nhiều người đồn thổi không? Clip này sẽ cho các bạn biết rằng nó cũng chỉ là một loại củ thôi. Có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy không quan trọng lắm, bởi vì mận không ăn lúc này thì ta ăn lúc khác, mất thì thôi, ra chợ mua cân mới về chấm muối. Phải nói là khi ta vập răng vào quả mận, ngay lập tức cái vị chua vượt ngọt thanh, vị cay mặn của muối ớt chạy dần dần khắp người, lan theo sống lưng về não, khiến đầu óc vô cùng sảng khoái. Amazing, good job Sơn La. Hồi bé không biết BD là gì, lớn lên mới biết BD là mình, bốc phét chút thôi, chứ mình trai thẳng 100% nha bà con. Dóc mía men lì như này sao BD nổi, từ lâu dân gian đã tìm ra cách ăn mía lau giải khát. Về sau, loại nước sâm mía lau còn được phát hiện có tác dụng thanh nhiệt cơ thể thần kỳ. Facebook lạnh lẽo lướt trong veo, một sờ ta tút bé tẻo teo, chẳng ai comment hơi bị cú, đặt nào ít nhãn ăn cái vèo. Mùa hè là mùa của những loại trái cây và loại hoa ngát hương, hữu sắc, hữu tình, ngọt trong vị, ngạt trong hương, và trong số đó, hẳn cây nhãn là loại cây quen thuộc và là hương vị không thể thiếu mỗi khi hè đến phải không nào. Nhãn có vị thanh đạm và tươi mát, không ngọt sắc như đường nhưng lại rất đậm đà và dễ tan vào miệng. Đời trai gõ phím bình thiên hạ, anh hùng click chuột định giang sơn. Vậy nên mấy anh hùng ơi, xem xong nhớ like video cho em nhá. Hãy nhìn những quả táo màu đỏ sậm khác thường này xem, nó có hương vị đặc biệt ngọt ngào và thơm lừng đó. Ngoài ra nó vẫn có thể duy trì được hương vị tươi ngon khi không được lưu trữ lạnh, kỳ diệu chưa?